thì đúng nó đạt tiêu chuẩn theo như của bên em, nó 4 chữ lắm luôn, nó mong lắm, nhớ lắm và đẹp lắm và hay lắm. Đó, phần tần này đạt 4 chữ lắm của Huấn Audio. Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video giới thiệu sản phẩm của Huấn Audio. Ở trong clip ngày hôm nay, bên em làm nên là thông báo dòng phân tần KTV 211 bên em mà có ha. Nay về số lượng chỉ có được 10 đôi mà không phải là về mà đi vay. Bên em lại phải đi vay. Mà một cửa hàng lớn khác họ nhượng lại cho mấy đôi vì họ ôm được hàng từ trong năm. Phân tần KTV 211 là một trong những con phân tần đánh cho một bát và hai tép anh em nhé. Nhưng anh em hoàn toàn có thể ghép cho một bát và bốn tép, đánh bắt tối đa là bắt 30 côn 65. Chứ phân tần này nó bên em hết hàng là tương đối lâu. Hôm nay nó về hàng thì đúng nó đạt tiêu chuẩn theo như của bên em, nó 4 chữ lắm luôn, nó mong lắm, nhớ lắm và đẹp lắm và hay lắm. Đó, phân tần này đạt 4 chữ lắm của Huấn Audio. Anh em ghép lên loa thì yên tâm rằng nó đánh rất là hay luôn. Anh em nhìn cái chất lượng của cái phân tần này thì không bàn cãi đấy. Quần cảm cho đến tụ trở. Nhưng anh em làm nghề điện tử, nhìn con trở sứ nào người ta biết là đồ tốt hay không. Và cái giá sản phẩm này thì đến hiện tại anh em là giá mới, nó có giá là 400.000 đồng một đôi và được bao ship toàn quốc. Vậy bà con cô bác mà có nhu cầu dùng đến sản phẩm này hoặc cần tư vấn thêm về mã hàng này, anh em có thể gọi trực tiếp cho em qua số máy 0904612323. Và còn để bày tỏ quan điểm cá nhân của anh em về cái dòng phân tần này này, anh em cảm thấy nó chưa được ưng ở điểm gì hoặc anh em ưng điểm gì thì anh em comment ở dưới cái video này để hai anh em của anh em mình và tất cả mọi người cộng đồng YouTube có thể vào xem và để cùng tham khảo thêm. Và em sẽ dừng đây, xin chân thành cảm ơn tất cả bà con mọi miền Tổ quốc đã theo dõi video này.